chào tất cả các em học sinh thân mến. Cô tên là Lương Thị Phương Thanh, hiện đang là giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học Phố Cát, thành phố Huế. Hôm nay, cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các em trong một tiết học toán thuộc chương trình toán lớp 2. Trước khi bắt đầu vào tiết học, cô có một số lưu ý dành cho các em như sau. Các em cần chuẩn bị đầy đủ vở ghi bài, vở nháp, bút mực, thước, bảng con, bộ thực hành học toán hoặc các quyết định, các chấm tròn. Khi ngồi học, các em cần ngồi học ngay ngắn, nơi có đủ ánh sáng. Lưu ý không ngồi quá gần TV, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô chúc các em sẽ có một tiết học thật vui và bổ ích. Để bắt đầu cho tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động. Cô mời các em cùng đến với lớp học của hai người bạn rất thông minh, đó là bạn sư tử và bạn gấu nâu, rồi cùng các bạn trả lời một số câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là kết quả của phép tính 29 cộng 14 bằng bao nhiêu? Ở đây, bạn gấu nâu có 3 đáp án: A 33, B 43 và C 53. Các em hãy đặt tính vào nháp rồi tìm kết quả nào. Các em đã tìm được kết quả của mình chưa? Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra nhé. Để tìm được kết quả của phép tính 29 cộng 14, đầu tiên chúng ta sẽ đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số ở cột đơn vị và các chữ số ở cột trục thẳng cột với nhau. Rồi thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ cột đơn vị. 9 cộng 4 bằng 13. Việc 3 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4. Vậy 29 cộng 14 bằng 43. Và đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án B, 43. Bây giờ các em hãy đến với câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi của chúng ta như sau. Bạn nào đã thực hiện phép tính đúng? Ở đây, sư tử và gấu nâu có hai phép tính. Các bạn thực hiện một phép tính giống như nhau nhưng kết quả lại khác nhau. Vậy bạn nào đã thực hiện kết quả đúng? Các em hãy suy nghĩ và trả lời nào. Cô nghĩ các em đã tìm được câu trả lời rồi. Bây giờ chúng ta hãy đến với kết quả của hai bạn. Đầu tiên là kết quả của bạn sư tử. 7 cộng 5 bằng 12, việc 2 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6. Ở đây, kết quả của bạn ở cột trục là 5. Vậy đây là một kết quả chưa đúng. Và cô xin chúc mừng những bạn đã có kết quả giống như kết quả của bạn gấu nâu. 47 cộng 15 bằng 62. Bây giờ các em hãy đọc lại cách thực hiện phép tính nào. 7 cộng 5 bằng 12, việc 2 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6. Như vậy, 47 cộng 15 bằng 62. Bây giờ, cô mời các em đến với thử thách cuối cùng. Ở đây, sư tử có một bài toán. Có 19 con gà mái và 13 con gà trống. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà? Ở đây, bạn gấu nâu có lời giải như sau. Có tất cả số con gà là. Vậy, có tất cả bao nhiêu con gà? Các em hãy suy nghĩ rồi viết phép tính và hoàn chỉnh phần đáp số. Các em đã hoàn thành bài tập của mình chưa nào? Ở đây, bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu con gà? Đây là dạng bài toán liên quan đến ý nghĩa gộp, nên khi thực hiện, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng, lấy số con gà mái cộng với số con gà trống. Tức là ta sẽ lấy 19 cộng 13. 19 cộng 13 bằng bao nhiêu nào? À, ở đây,
Cô có kết quả 19 cộng 13 bằng 32 con. Đáp số 32 con gà. Bây giờ, cô mời các em đọc lại bài giải. Bài giải có tất cả số con gà là 19 cộng 13 bằng 32 con. Đáp số 32 con gà. Vừa rồi, đến với lớp học của sư tử và gấu nâu, chúng ta đã được củng cố cách đặt tỉnh và thực hiện các phép công có nhớ trong phạm vi 100, đồng thời vận dụng những phép tính này vào giải toán. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các phép công có nhớ trong phạm vi 100, dạng số có 2 chữ số cộng với số có 1 chữ số, thông qua nội dung của bài học. Phép công có nhớ trong phạm vi 100, tiết 3. Bài học này sẽ giúp các em biết tìm kết quả các phép công có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 cộng 5 dựa vào phép công có nhớ trong phạm vi 20. Vận dụng được kiến thức, kỹ năng về phép công đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế, qua đó hình thành và phát triển các năng lực toán học cho mình. Nào, bây giờ cô mời các em quan sát lên màn hình. Ở đây, cô có một bức tranh. Các em hãy nói cho bố mẹ hoặc người thân của mình được biết các em nhìn thấy gì trong tranh nào. Trong tranh có hình ảnh của một bạn gái và những khối lập phương. Các em hãy quan sát và điểm xem ở tay trái của bạn gái có bao nhiêu khối lập phương. Ở tay trái của bạn gái có 47 khối lập phương, gồm 4 thanh 4 trục và 7 khối lập phương rời. Còn bên phải của bạn gái có bao nhiêu khối lập phương nào? Bên phải của bạn gái có 5 khối lập phương. Từ những khối lập phương này, bạn gái có một bài toán để đố các em. Bài toán như sau. Có 47 khối lập phương, thêm 5 khối lập phương nữa, có tất cả bao nhiêu khối lập phương? Để biết có tất cả bao nhiêu khối lập phương, các em sẽ thực hiện phép tính gì? Để biết có tất cả bao nhiêu khối lập phương, ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Lấy 47 khối lập phương cộng với 5 khối lập phương và ta sẽ có phép tính 47 cộng 5. Các em ạ, 47 cộng 5 là một phép công có nhớ trong phạm vi 100, dạng số có 2 chữ số cộng với số có 1 chữ số. Vậy, khi thực hiện dạng toán này, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm kết quả cho bạn gái nhé. Để tìm được kết quả của phép tính này, chúng ta sẽ thao tác trên các khối lập phương, trên các chấm tròn hoặc trên các quái tính. Các em hãy nói cho bố mẹ được biết 47 gồm mấy chục và mấy đơn vị. 47 gồm 4 chục và 7 đơn vị, nên ta sẽ lấy ra 4 thanh 4 chục và 7 khối lập phương rời. Chúng ta sẽ gài 4 thanh 4 chục ở cột chục và 7 khối lập phương rời. Các em sẽ gài ở cột đơn vị. Tiếp theo, các em hãy lấy ra 5 khối lập phương rời và gài ở cột đơn vị. Nào, bây giờ các em hãy gộp các khối lập phương lại để xem 47 khối lập phương cộng 5 khối lập phương bằng bao nhiêu khối lập phương, rồi chia sẻ cách làm của mình với bố mẹ. Nhờ bố mẹ hướng dẫn và giúp đỡ thêm cho các em.
Các em đã tìm được kết quả của mình chứ nào? Bây giờ hãy quan sát lên màn hình và lắng nghe cô hướng dẫn. Ở đây, để biết 47 khối lập phương cộng 5 khối lập phương bằng bao nhiêu khối lập phương? Đầu tiên, ta sẽ gộp các khối lập phương rời lại với nhau. Ở đây có 7 khối lập phương gộp với 5 khối lập phương. 7 thêm mấy bằng 10? 7 thêm 3 bằng 10. Vì vậy, cô sẽ lấy 7 khối lập phương rời gộp với 3 khối lập phương rời để được 1 thanh 1 chục và còn lại 2 khối lập phương rời. Đây chính là 1 thanh 1 chục ta vừa tạo được và 2 khối lập phương rời. Bước tiếp theo, các em hãy gộp các thanh chục lại để xem có tất cả bao nhiêu thanh chục. Ở đây, cô có 4 thanh chục, thêm 1 thanh chục nữa. Có tất cả 5 thanh chục và 2 khối lập phương rời. Vậy, 47 cộng 5 bằng 52. Như vậy, vừa rồi, cô vừa hướng dẫn các em thao tác trên các khối lập phương để tìm kết quả của phép tính 47 cộng 5. Ngoài cách thao tác trên các khối lập phương, trên các quái tính hoặc các chấm tròn, để tìm kết quả của phép tính này, các em có thể đặt tính rồi tính. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em cách đặt tính rồi tính. Khi đặt tính rồi tính, chúng ta sẽ thực hiện theo cột dọc. Đầu tiên, cô sẽ viết số 47. Ở đây là 5 đơn vị, nên cô sẽ viết số 5 ở giữa số 7 và thẳng ở cột đơn vị. Sau đó, ta sẽ viết dấu cộng phía bên trái ở giữa hai số, viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Như vậy, cô đã thực hiện được bước đầu tiên đặt tính. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện bước thứ hai tính. Khi thực hiện tính, chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự nào? Khi thực hiện tính, chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu từ cột đơn vị. Ở đây, 7 đơn vị cộng 5 đơn vị. 7 cộng 5 bằng bao nhiêu? Các em hãy nói cho bố mẹ nghe nào. 7 cộng 5 bằng 12. 12 gồm một chục và hai đơn vị, nên cô sẽ viết hai đơn vị ở cột đơn vị, còn một chục cô nhớ ở cột chục. Các em lưu ý, ở đây có kỹ thuật nhớ. Cô nhắc lại cách thực hiện. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện cộng ở cột chục. 4 chục thêm 1 chục, 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại cách thực hiện phép tính nào. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. Mời các em đọc lại cách thực hiện. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. Vậy 47 cộng 5 bằng 52. Như vậy, vừa rồi cô vừa hướng dẫn các em đặt tính và tìm kết quả của phép tính 47 cộng 5. Tương tự như cách thực hiện này, các em hãy đặt tính rồi tìm kết quả của phép tính 38 cộng 4 vào bảng con. Rồi nhờ bố mẹ kiểm tra cách đặt tính và kết quả. Cô mời các em thực hiện nào.
Cô nghĩ các em đã tìm được kết quả rồi, bây giờ các em hãy đến với kết quả của cô. Để tìm được kết quả của phép tính 38 cộng 4, đầu tiên cô sẽ đặt tính theo cột dọc. Viết số 38, sau đó viết số 4, dựa ở dưới số 8, thẳng ở cột đơn vị. Viết dấu cộng bên trái ở giữa hai số, dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Ta sẽ thực hiện tính theo thứ tự nào? Ở đây, ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ cột đơn vị. 8 cộng 4 bằng 12. 12 gồm một chục và hai đơn vị, nên cô sẽ viết số 2 ở cột đơn vị và nhớ 1 ở cột chục. 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. Mời các em đọc lại cách thực hiện. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy 38 cộng 4 bằng 42. Như vậy, vừa rồi cô vừa hướng dẫn các em cách thực hiện các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng số có 2 chữ số cộng với số có 1 chữ số. Khi thực hiện dạng toán này, các em lưu ý chúng ta sẽ thực hiện theo 2 bước. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ đặt tính theo cột dọc. Bước thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ cột đơn vị. Và tiếp theo sẽ thực hiện cộng ở cột chục. Các em đã ghi nhớ cách làm chưa nào? Để giúp các em củng cố và khắc sâu những kiến thức vừa học, bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Mời các em đọc bài tập 1 cùng cô. Bài 1, tính. Mời các em đọc lại yêu cầu. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta tìm kết quả của các phép tính đã được đặt tính theo cột dọc. Ở đây cô có 4 phép tính: 25 cộng 6, 58 cộng 4, 63 cộng 8, 77 cộng 7. Đây là những phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng số có 2 chữ số cộng với số có 1 chữ số. Để tìm được kết quả của các phép cộng này, các em cần ghi nhớ hai bước thực hiện, đồng thời vận dụng cách thực hiện các phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Chẳng hạn ở phép tính đầu tiên, 25 cộng 6. Để tìm kết quả của phép tính này, ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, lấy 5 cộng 6 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. Ở đây chúng ta có kỹ thuật nhớ: 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Các em hãy đọc lại cách thực hiện một lần nữa nào. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Tương tự với cách làm này, các em hãy thực hiện các phép tính còn lại vào vở hoặc vở nháp rồi đọc to kết quả của mình cho bố mẹ cùng nghe. Cô mời các em thực hiện nào. Các em đã tìm được kết quả của mình chưa? Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình, đối chiếu kết quả bài làm của mình với kết quả của cô xem đã đúng chưa nhé. Ở phép tính thứ hai, 58 cộng 4. Ở đây, chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu ở cột đơn vị. 8 cộng 4 bằng bao nhiêu nào? 8 cộng 4 bằng 12. 12 gồm một chục và hai đơn vị, nên ta sẽ viết số 2 ở cột đơn vị, nhớ 1 ở cột chục. 5 thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy, 58 cộng 4 bằng 62.
ở phép tính thứ 3, 63 cộng 8. Cũng như cách tương tự, chúng ta sẽ thực hiện tính 3 cộng 8 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. Viết 7. Mời các em đọc lại cách thực hiện. 3 cộng 8 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. Viết 7. Và ở phép tính cuối cùng, cô có kết quả như sau. 7 cộng 7 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. Như vậy, chúng ta đã tìm được kết quả của các phép tính ở bài tập 1. Vậy, bạn nào có kết quả các phép tính giống như kết quả của cô nào? Cô xin khen ngợi những bạn đã có kết quả đúng. Bạn nào làm chưa đúng, các em có thể nhầm và sửa lại kết quả ở vở. Như vậy, qua bài học của ngày hôm nay, các em đã biết cách thực hiện các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng số có 2 chữ số cộng với số có 1 chữ số. Vậy, khi thực hiện dạng toán này, chúng ta sẽ thực hiện theo mấy bước nào? Khi thực hiện dạng toán này, ta sẽ thực hiện theo hai bước. Bước đầu tiên, các em sẽ đặt tính theo cột dọc. Bước thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện tính. Ở đây, chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên, chúng ta sẽ cộng ở cột đơn vị có kỹ thuật nhớ. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện cộng ở cột trục. Ghi nhớ hai bước thực hiện này, cô tin chắc các em sẽ hoàn thành được tất cả các bài tập ở tiết học tiếp theo và vận dụng những phép tính này vào giải toán. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học tiếp theo.